chào quý vị và các bạn đến với sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết ngày hôm nay nắng cháy bỏng, không khác gì chảo lửa trên sân. Các bạn có thể thấy những cổ động viên của nhiều cổ động bóng đã đến từ rất sớm từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước. Xa xa là những cổ động viên đang ngồi trên nóc nhà, họ đang theo dõi những cơn lốc vàng không phân biệt nam hay là nữ, trẻ em, thanh niên hay là các cụ già. Tất cả đến đây với một tinh thần cuồng nhiệt cháy hết mình để thể thao bóng đá. Và tôi là MC TMT của người nữ ca sĩ Thủy Đoàn sẽ đang hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của Thanh Hóa. Em đã đến đây bằng một tình yêu bóng đá, trong con tim chất đầy là quê Thanh Hóa. Mỗi chúng ta và vinh quang đang đến. Olé olá, ơi anh thanh niên, ơi em bé, ơi cụ già, ơi cô thôn nữ đang buồn bán chợ vườn hoa. Bóng đá quê nhà, vì một bóng đá quê nhà. Olé olá, này là olé olá. Em mang câu hát, anh mang chiến thắng quê nhà. Nhân dân họ reo như cây cối đang nở hoa. Bóng đá quê nhà, vì một bóng đá. Bóng đá quê nhà.
đến từ rất sớm từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước. Xa xa là những cổ động viên đang ngồi trên nóc nhà, họ đang theo dõi những cơn lốc vàng không phân biệt nam hay là nữ, trẻ em, thanh niên hay là các cụ già. Tất cả đến đây cùng một tinh thần cuồng nhiệt cháy hết mình để thể thao bóng đá. Và tôi là MC TMT của một nữ ca sĩ thủy đoạn sẽ rất hòa mình vào bầu không khí nắng bóng của thơ đồng thanh. Wow! Em đã đến đây bằng một tình yêu bóng đá, trong con tim chất đầy là quê Thanh Hóa, là mỗi chúng ta và vinh quang đã. Cháy hết mình vì thể thao bóng đá. Và tôi là MC TMT của một nữ ca sĩ thủy đoạn sẽ đang hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng của thơ đồng thanh.